Đây là lá cắt sau khi chế biến, có thể xào rất là nhiều món. Ở đây là đang xào thịt bò, nhưng mà mình rất là thích là xào ớt, và cái mùi vị nó rất là đậm. Đây cho những bạn nào chưa biết lá cắt. Các bạn nào chưa biết lá cắt đâu. Đó. Đây là cái lá cắt nè. Cây lá cắt giống lá trầu luôn ha. Đây cây lá cắt này gắn liền với tuổi thơ mình. Thơm quá ta. Đụng vô cái cây là nghe mùi thơm luôn á ba. Ừ. Gắn liền với tuổi thơ mình luôn á. À, có chặt một cây người Sài Gòn trồng mà, nhưng mà ở Sài Gòn á nó đất ít, bởi vậy nó phát triển không có bằng ở đây phát triển rất là tốt. Các bạn bước lá non vô xào, xào ớt là số 1. Bây giờ là bữa nay không có ớt, mình xào với thịt bò. Cái mùi vị là rất là tuyệt vời. Cái lá cách này nè, hồi nãy lúc mà còn lá này là một rổ nha. Nhưng mà xào xong rồi nó tiêu không có gì đâu. Nó sẽ dọp lại. Nó dọp dữ lắm luôn á. À, lá cách này có cuốn bánh xèo ăn cũng rất là tuyệt vời. Đó không? À, lá cách này ăn bánh xèo. Dạ. Rồi. Dạ, ba. Cuốn bánh xèo và bánh khọt. Không chị? Cuốn bánh xèo với bánh khọt đó. Đó, bỏ vô nguyên cái lá nè. Cái bánh xèo. Để cái bánh xèo vô. Rồi bắt đầu cái bỏ vô cuốn bánh xèo bên trong, chấm nước mắm. Nước mắm mà nước mắm ăn bánh xèo đương nhiên nó phải là chua, ngọt, tỏi nè, ớt nè, đường, gia vị vô. Bánh xèo chắc là chỉ ở miền Tây thôi đúng không? Chỉ miền Tây thì coi là cái mà cái mùi nó thơm rất là đặc trưng. Mới đụng vô cái lá à. Đi về miền Tây nhớ thử một cái món lá cắt xào ớt. Có thể ăn sống là với cuốn bánh cuốn á. Thì nãy nói là cuốn bánh xèo là còn sống luôn, ăn sống luôn. Bữa này còn ngoài ông đã nấu canh rồi, nấu canh. Ăn xào, anh chưa nấu canh, chỉ ăn xào thôi. Công dụng của lá cách. Dụng cái cách là gì anh không biết, nhưng mà anh cảm thấy anh ăn rất là ngon. Cây lá cách dùng làm rau luộc. Lá cách non dùng luộc chung với các loại rau khác dùng để xào. Tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc thông sạn thận, hãng áp bữa cũng là bữa nhất mỏi an thần. Trời ơi, nhiều nhiều lá cách này tốt nha, nhiều công dụng lắm nha. Rồi thôi cơm lá cách nhân khô cái lạc cá kho xoài bằm mà sẵn quay luôn mâm cơm rồi. Cái điểm sợ rồi. Cô nó giờ bên đây. Cô đẹp. Hấp dẫn chưa? Thôi cơm.